Rồi chị, hôm nay em cập nhật clip một cặp bò whip nha anh chị. Đó, tặng khung tàn khủng, bò này tơ riêng nha anh chị. Đó thì cặp bò này thì chiều cao sao muốn đích mét ba bao chứ mét ba mấy nha anh chị. Đó thì thước tắt hình ảnh thì em có cập nhật xây tích thì nghiêm chỉnh cho anh chị tham khảo. Bò này thì hai con này lai lường nha anh chị, gu bật chân móng là thẳng trụ, mẫu độ nha anh chị. Đó thì con nào cũng pin lực, lông nhuyễn da sát, đầu có chút xíu sừng nên chơi. Đó thì bò này thì bao bóng sò, chân cẳng đuôi một chùm luôn anh chị ơi, đuôi một chùm luôn, u bạc mông dây đùi là khỏi chê nha anh chị. Đó con nào cũng màu đỏ mặt anh chị. Nói chung là cặp bò này rất xứng anh chị ơi. Thì anh cha chủ nhà thì đang nuôi trâu, có cặp bò này cái tơ thì cũng muốn chia lại cho anh chị nuôi sinh sản để bắt trâu vỗ béo thêm anh chị ơi. Đó thì hai bò này em quan sát thì xấy tích chân móng là hoàn thiện hết. Bò này, cặp bò này thì bao đẹp cho anh chị luôn. Đó thì anh chị nào thấy giá cả hợp lý thì thấy mẫu bò đẹp độ về mình làm bò nền thì liên hệ số điện thoại em để cho hình. Đó thì hai con này thì quan sát là không có chê được điểm nào nha anh chị. Đó từng chi tiết xí mặt mũi tướng hình là khỏi chê anh chị. Đó quá đẹp cho cặp bò whip nha anh chị. Thì hai con đồng trạng đồng lứa anh chị, nó yếm dậu lai lượng, chân cẳng là khỏi chê. Hàng này hàng lâu lâu mới có được cặp bò tơ đẹp vậy nha anh chị. Đó thì hơi lớn đa, chủ nhà nuôi hết khung hết tàn mà chưa bơm để cho nó lớn là bơm. Như bây giờ do điều kiện thì cần nuôi trâu vỗ béo thì là khỏi tốn cám. Thì anh chị nào cần gặp bò này tơ thì liên hệ số điện thoại em để trong hình để về nuôi phát triển kinh tế. Đó quá đẹp cho cặp bò này luôn anh chơi. Giờ hàng tiễn nha anh chị. Đó, thì anh chị cần thì liên hệ em. Thì kênh chăn nuôi bò giống Long An luôn cung cấp các giống bò đẹp độ whip cho anh chị về nuôi làm giống nuôi sinh sản lâu dài. Đó, bò này thì chỉ giá cả thôi, ghép xe thôi chứ không chê được điểm nào nha anh chị. Hàng đặt chuẩn mẫu anh chị ơi.